Một kho pháo hoa ở miền Nam Thái Lan phát nổ, khiến 12 người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương, gần 300 ngôi nhà xung quanh hư hại. Tối 29 tháng 7, xảy ra vụ nổ kho pháo hoa tại thị trấn Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, làm 12 người thiệt mạng, 121 người bị thương. Tờ The Bangkok Post dẫn thông tin từ ông Sanai Pongkason, tỉnh trưởng tỉnh Narathiwat, ngày 30 tháng 7. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 7, tỉnh trưởng Narathiwat Sanai Pongkason cho biết nhà chức trách hiện đã xác định được danh tính của 10 nạn nhân, trong khi 111 trong số 121 người bị thương đã được xuất viện, đồng thời lưu ý tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong kho có thể chứa tới 5 tấn pháo hoa. Ông Sanan cũng cho biết thêm rằng, kho hàng nơi xảy ra vụ nổ được cải tạo mở rộng từ một cửa hiệu tạp hóa. Nhà chức trách cho rằng nhà kho này đã được dùng để lưu giữ pháo hoa trái phép. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các công nhân khi hàn các giá sắt trong kho đã sơ suất để tàn lửa từ que hàn bắn ra gây cháy và khiến pháo hoa phát nổ. Vụ nổ đã tạo ra hai hố to với đường kính 6m và sâu 2m, gây hư hại cho 292 ngôi nhà ở khu vực xung quanh. Trong đó có 50 ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn. Các nhân viên cứu hộ với sự trợ giúp của quân đội và các tình nguyện viên đã phải sử dụng các thiết bị nặng phá tường các ngôi nhà bị hư hại để đưa thi thể và những người bị thương ra ngoài. Cảnh sát trưởng tỉnh Narathiwat Arunut Im cho biết, cảnh sát đã phát lệnh triệu tập chủ khu nhà kho. Người này có thể sẽ bị buộc tội cẩu thả gây thương tích và chết người theo luật hình sự và các luật khác về quản lý vũ khí, đạn dược và chất nổ. Chính quyền tỉnh cũng đã nhận được 365 đơn khiếu nại từ những người bị thương, bị hư hại nhà cửa hoặc tài sản. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền tỉnh Narathiwat đã ra lệnh cho các quan chức an ninh kiểm tra 52 khu nhà kho khác trong tỉnh để xem những nhà kho này có được xây dựng hợp pháp và sử dụng đúng mục đích hay không.